Thưa quý vị, chiều nay ngày 12 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành địa phương về việc triển khai ứng phó khắc phục tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 và công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo báo cáo tại cuộc họp, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa rất to từ ngày hôm qua, ngày 11 tháng 9 cho đến nay. Tình trạng ngập cục bộ xảy ra tại một số tuyến đường của các quận nội thành và huyện Hòa Vang. Đường Dương Quyệt, sóng đánh tràn bờ ngập 30cm, quốc lộ gặp một số vị trí, hơn 300 cây xanh bị nghiêng, ngã đổ. Hiện nay, số người sơ tán ở các quận, huyện đã về nhà, còn một số hộ chưa về, trong đó quận Cẩm Lệ 6 hộ, 26 khẩu, Liên Chiểu 6 công dân. Hai phương tiện bị mắc cạn tại bờ biển Thanh Khê, không có thiệt hại về người. Các sở ban ngành các quận huyện tiếp tục triển khai thực hiện công điện số 06 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố về việc triển khai công tác khắc phục thiệt hại sau bão và ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, ngập úng đô thị. Về công tác phòng chống COVID-19, ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19, không có ca cộng đồng. Theo đánh giá, chuỗi lây nhiễm liên quan xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ cao. Hiện toàn thành phố có 20 trên 56 xã phường được công nhận là vùng xanh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương trên toàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, lưu ý những địa điểm có nguy cơ sạt lở để sơ tán người dân khi cần thiết. Lưu ý xử lý các điểm ngập úng cục bộ, tuyên truyền đến người dân đảm bảo an toàn tính mạng sau mưa bão. Tình hình mưa vẫn còn kéo dài. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành y tế tiếp tục triển khai kế hoạch xét duyệt, tiêm chủng đã được phê duyệt. Các địa phương lên phương án để chuẩn bị tiêm chủng diện rộng. Nhưng mà chúng tôi cũng đổi phương án về tiêm vaccine sẽ giao chủ động, gần như là vấn đề phủ tiêm vòng toàn dân, cho nên không phân biệt đối tượng và ưu tiên đối tượng nữa, cho nên là chúng tôi giao lại cái việc này cho các quận huyện, cho nên đề nghị các quận huyện ngay bây giờ các đồng chí lập danh sách căn cứ vào cái dữ liệu dân cư mà ngành công an đã chuyển qua, những trường hợp nào đã tiêm mũi 1 rồi thì thôi sẽ được tiêm mũi 2 theo kế hoạch. Nhưng những người nào chưa tiêm, các từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt đối tượng, các chỉ ngày lập danh sách và sẵn sàng để chúng tôi sẽ có kế hoạch trong nay mai. Người dân hiện nay, người dân chúng tôi quan tâm, có nhiều người nói là tôi trông đợi lắm, không biết là tôi khi nào, thì chúng tôi cũng trả lại là sẽ, nhưng cái sẽ nó sẽ gần, chứ không phải sẽ trong lâu lâu để cho người dân an tâm.